Công an tỉnh Sơn La ngày 22 tháng 10 đã khởi tố bổ sung để điều tra tội đưa hối lộ và nhận hối lộ vụ án gian điểm thi tại tỉnh này sau 4 ngày được tòa trả đại dương sơ yêu cầu điều tra lại. Cơ quan điều tra cũng ra quyết định nắm tạm giam bị can Trần Xuân Lính, cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, do ông Lính đã đổi mới lời khai trong quá trình xét xử vừa qua gây khó khăn cho công tác điều tra. Các quyết định tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Từ ngày 15 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La xét xử 8 bị cáo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, gồm Trần Xuân Lính, cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Đỗ Khắc Hưng, cựu trung tá, cán bộ phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La, Lò Văn Huynh, cựu phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo, Cầm Thị Buôn, cựu phó trưởng phòng chính trị tư tưởng, Nguyễn Thanh Nhàn, cựu phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Đinh Hải Sơn, cựu thiếu tá, nguyên đội phó đội giáo dục, phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La, Nguyễn Thị Hồng Nga, chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng, và Đặng Hữu Thủy, hiệu phó trường trung học phổ thông Tô Hiệu. Trong 4 ngày xét xử, bị cáo Win khai trước kỳ thi được một số người quen nhờ nâng điểm cho các thí sinh. Ông Win nhận của bà Trường 300 triệu đồng sau ngày 24 tháng 7 năm 2018 đã trả lại. Ông cũng nhận 200 triệu đồng của hai người khác xong cũng trả lại sau đó. Trước tòa, các phụ huynh đều khai chỉ nhờ xem điểm thì thực tế cơ quan điều tra xác định 8 bị cáo đã nâng điểm cho 44 thí sinh tại môn thi trắc nghiệm và ngữ văn tự luận. Trong 31 phụ huynh, người trung gian được hỏi tại tòa, duy nhất bà Trường thừa nhận có đưa 300 triệu đồng tiền đóng nước để cảm ơn bị cáo Huynh vào sau kỳ thi. Tuy nhiên, bà Trường khai chỉ nhờ xem nhưng thấy con được nâng điểm thế hệ đến cảm ơn. Những người còn lại đều nói không hứa hẹn vật chất gì khi nhờ giả. Đến 18:10, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La quyết định trả đại dương sơ vụ án, yêu cầu điều tra lại.